Công việc ô tô xin chào anh em. Hôm nay em vừa về một em Kia Morning. Em này là số sàn 1.1 anh em nha. 5 chỗ. Đi gia đình, anh em đi gia đình nè, đi du lịch nè, đi chơi nè, quá ok anh em nha. Chạy dịch vụ nhỏ nhỏ cũng được anh em nha. Em này đời 2012. Đây có màn hình có cam lùi luôn nè anh em. Đó, lót sàn 5D luôn, quá là đẹp. Ghế chủ cũ bọc lại, ghế màu đen khá đẹp anh em nha. Có lót trần 5D cho mình luôn. Em này mang nước sơn màu xanh, khá đẹp. Mâm lớp anh em, mâm lớp cũng còn khá là dày anh em nha. Có phim cách nhiệt, có vè chắn mưa đằng sau à, khá là đẹp luôn anh em. Bên em bảo hành mình em này là 3 tháng bao anh em rút hồ sơ gốc anh em nha. Em này có lên màn hình Android cho mình rồi nè. Vô lăng củ số còn khá đẹp, tắp ly nè anh em, kèo chỉ rất là liền lạc anh em nha. Xe khá là đẹp. Kính trước chủ cũ lên cho mình màu xanh khá đẹp anh em nha. Đèn còn sáng lóa nè. Em này chỉ 125 củ khoai, đăng kiểm còn tới tháng 6 2024. Rất đẹp luôn anh em. Anh em nào kết em này hãy ghé đến Phúc Việt ô tô để xem xe và trải nghiệm lái thử anh em nha. Chỉ 125 củ khoai, bao em rút hồ sơ gốc bảo hành anh em 3 tháng. Anh em nào lần đầu tiên xem kênh của em cho em một like và một đăng ký kênh anh em nha. Rồi tiếp theo em gửi đến cả nhà mình một em Ford Laser. Em này là đời 2002 anh em nha. Em này mang nước sơn màu trắng nè. Đèn anh em nè, đèn còn khá là sáng luôn anh em. Em này chỉ 95 củ khoai. Đó, anh em lấy về nè, tập lái, đi chơi, đi du lịch, quá ok anh em nha. Em này có lên phim cách nhiệt cho mình nè, có vè chắn mưa cho mình luôn. Nội thất anh em, nội thất còn khá là đẹp luôn nè. Nội thất zin luôn nha anh em. Máy móc còn êm, máy lạnh còn mát rười rượi anh em nha. Tắp ly nè anh em, tắp ly còn khá là đẹp luôn. Kèo chỉ nè anh em. Em này chỉ 95 củ khoai, bao anh em rút hồ sơ gốc bảo hành anh em 3 tháng anh em nha. Em này còn ủy quyền cho mình luôn. Ghế nè, nội thất zin luôn nha anh em. À, em này có cả hai vùng điều hòa độc lập luôn nè, quá là đẹp luôn anh em nha. Trần nỉ zin nè, tắp ly anh em coi, quá là đẹp luôn nè anh em. Anh em nào kết một em sedan 5 chỗ số sàn 1.8 Ford Laser này, hãy ghé đến Phúc Việt ô tô để xem xe và trải nghiệm lái thử anh em nha. Chỉ 95 củ khoai, ba anh em bút hồ sơ gốc bảo hành anh em 3 tháng. Bên em là Phúc Việt ô tô cũ, địa chỉ bên em là 387A Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại bên em là 0936793793 và 0979777893 anh em nha. Bên em có xe từ 60 cho đến 500 triệu. Anh em nào cần một em xe che nắng che mưa thì hãy liên hệ bên em để được hỗ trợ tư vấn em cho anh em một em xe phù hợp với tài chính mình nhất anh em nha. À, xe này có trang bị cam lùi nè anh em, cảm biến lùi nè, mâm lớp còn khá là dày luôn nha anh em, chất xe cũng còn khá là đẹp. Anh em nào đang lần đầu tiên xem kênh của em cho em một đăng ký và một like anh em nha. Vô lăng cũng còn khá là đẹp anh em nè. Máy nổ êm ru luôn. Anh em nào kết hai em xe này
hãy ghé đến Phúc Việt Ô Tô để xem xe và trải nghiệm lái thử anh em nha. Xin chào anh em.